Em chào anh em hiệp 3 của đêm ngày mùng 5 tháng 8 nha anh em. Tối hôm nay hiệp 3 em sẽ lên cho anh chị em một lô áo. Áo satin, áo đủ loại luôn. Đây là một số điện thoại của shop là 0911337139 nha anh em. Đây là một con áo satin này. 16 1/2 nhân 32. Trong này nó có một cái ghim ở đây nha em. Nó ghim chữ qua đây, nó thâu qua ha. Con này thì đúng ra là mình bòn thôi chứ nó gỡ tem cho nên nó bị lủng rách. Đấy, nó gỡ tem cho nên lủng rách cái tem này vậy này. Ngay đây nó gỡ tem lủng rách cho nên em may cái tem này vào đây để che lại cái vết lủng nha. Đây này, em nhìn thấy này, ở đây có một cái đường ngang và đường dọc, đây là vết lủng. Khi nó gỡ tem thì em may cái tem vào, nó còn hở một chút bên này thì em cũng chân lại vào đây, chân lại vào đây nhá. Đấy, con áo satin, con này hơi bị đẹp luôn. Con này thì anh em bật cực mắt, vai 50 hiếm rồi chứ. Và dài áo 77 nha anh em. Tem của nó đây này anh em. Con này là tem đời. Con này đời 68, hàng xưa nha, đời số X nha anh em. Đời 68 này. Con này rất là đanh và đẹp luôn. Đanh dày và đẹp, cực đẹp luôn. Nếu như nó không bị lỗi, con này chắc chắn là em sẽ bán là 2 triệu mấy trở lên. Chỉ có một cái vết gỡ tem thì mình may tem lên, đằng này nó bị như vậy ha nhé. Vai lại hiếm nữa chứ. Tiếc một cái. Vai satin thông thường, vai của anh em vai này rất là khó. Màu xanh đẹp, em may tem lên rồi nha. Rồi, con này là em báo con này tầm 75 kg trở lên á, 70-75 kg. Em bán con này là 1.100.000 mã 34. 1.100.000 mã 34. Rồi tiếp một con Philot. Một con Philot cực ấm nha anh em. Con này là Philot cực ấm luôn này. Đúng không? Dày. Con này là dòng của nó MB. Con này Philot MB. Philot MB nha. Con này nếu mà nó mới thì con này là anh em khấm đàn với em rồi đó. Nếu như con này mà mới nặng lắm nha. Bẩn con này là phải đây, con này là phải tầm hơn 1 kg. Nếu mà nó mới con này là phải 4-5 triệu. Size nhỏ, đầu khóa đồng đen pha ha. Cái bo của nó thì nó bị lỗi một chút này anh em này. Có mấy vết lỗi nhỏ nhỏ thì mình về mình khâu lại cho nó đỡ nó bung cái đường bo này tiếp nha. Mình phải nối ngay chứ sử dụng mà cái bo này nó bung là không cứu vãn được đâu. Đấy. Nó có lỗi mấy lỗi nhỏ nhỏ nha anh em. Còn em review cái bo xong đó rồi mới tới ống tay. Bo bên trong vậy này, có hai lỗ nhỏ nhỏ. Nói chung là rất là nhiều lỗ nhỏ, nhưng mà anh em đấy, rất là nhiều lỗ nhỏ nhỏ nha. Đây là mặt trong, mặt ngoài của nó này. Đó, anh em nhìn cái bo nha. Nhìn cái bo rồi hẳn quyết nha anh em. Vì hàng xưa thì nó có cái bo này là lỗi là chuyện bình thường. Áo cực dày 3-4 lớp. Mày nó chứ. Đấy. Xếp tâm á. Ừ. Để cho cái áo cho sóng cho rồi. Sóng như đứa sổ tài khoản bạn cho sóng. Không có bạn nữa. Bạn ba anh em bình thường mệt quá. Cái này nó dơ một chút về giặt cho mấy em cái nha anh em. Con này ai nhỏ con này. Ai nhỏ con nha. Anh em nhìn kỹ ống tay giùm em này. Ống tay đều đẹp hết nha. Nhưng mà qua đằng trước này.
qua ống tay đằng trước ở đây nó bị lúng này. Anh em nhìn kỹ cái vết lúng nha. Vết thương của chiến tranh anh em. Có mấy lỗ lâm tâm nhỏ nhỏ đây nữa này. Còn ngay chỗ này là nó dơ như một con lợn. Em đo chiều dài và số ký của nó. Con này dài là 59, nhưng mà nguyên một cái ve cổ này. Ve cổ này không có tháo rời được nha anh em. Không có tháo rời ra được đâu ạ. Cho anh em xem cái lá cổ đằng sau này. Được không? Anh em nhìn cái lá cổ này nhìn có giống cái con mang cá của cái áo pilot trực thăng không? Đó. Bây giờ em bận lên nha. Em 55kg nhưng mà chắc là em sới con này vừa luôn. Đó. Con B15, hàng này cực hiếm nha anh em. G8 với B15 với B1 B3 ai gì anh? L2B đẹp không? Vừa người em luôn. Nếu như anh em mà 60kg thì bon chen được. Còn 55kg như em là bữa 58 hơn này, 55kg là vừa đỉnh đôi luôn. Nó phình, gọi là nó cực ấm nha anh em. Cái chất liệu của nó thì nó bóng, nó lấp lánh giống cái con pilot, cái quần pilot. Pilot của thằng đẹp không? Cái quần pilot hải quân lúc nãy á. Này là chơi một cái quần ống len nữa là đẹp tuyệt vời luôn. Anh em chỉ mua cho chị hoặc là anh nào mà áo này là dài tay dành cho nam nha. Nữ thì nó phải hot tới đây, nhưng mà áo này là dài tay dành cho nam á. Nếu như cái này mà ở mùa đông thì khỏi phải bàn luôn. Rồi em chốt con này với giá là 39 mà 40. Anh em nào chốt thì chốt cho em nhỉ. Về kêu thở nó thay cho một cái bo. Hoặc là anh em muốn cho nó rin nguyên bản để sưu tầm á, thì anh em kêu cái thở móc á. Cái này gọi là len. Kêu cái thở móc, nó móc những cái đường len này bị bung ra này. Rất là đơn giản là móc mũi này với này nối lại với nhau để nó khỏi bị rút tiếp là ok. Ngày gặp phải khách lần nào là mà bán đâu cả nửa năm rồi quay lại hỏi đang còn thiếu tiền. Sợ. Sợ cũng được. Có thật nữa đâu. Khách có thật nữa đâu, vì da rơi lần mình lần. Mình đây hồi chưa. Tiếp một cái áo satin, cái cổ nó hơi vàng vàng một chút nha anh em. Mà mua áo là không chịu ship tới nơi, không chịu trả tiền. Phải trả tiền trực tiếp cho mình mới chịu. Rồi con này vai 50. Dài áo 70-71. Con này hàng xưa mà nút dẹp nha anh em. Đây ở đây có những cái vết dơ này anh em này. Vết dơ này. Con này là túi dâu xây nha. Cái ống tay nó bệt trắng trắng dơ dơ nha anh em. Dơ nhiều lắm, gọi là sơn ha. Em bán về anh em xử lý được sơn thì ta quyết này. Sơn này. Qua chừng ống tay. Ông này chắc ông bẩn áo này, ông làm thợ sơn luôn quá à. Quá chừng nha anh em. Ông cứ bữa nào kêu gửi tiền cho chú Vũ là cứ quên không à. Chưa gửi tiền đấy cho chú Vũ á. Rồi con này tầm 70kg thôi nha anh em. Chiều cao thì em bận như vậy là hot luôn rồi. Anh em bận lao động hoặc là bận gì thì tùy này. Một con satin hàng xưa thì em bán. Con này tem sai ở trong bị mất rồi. Bán 800.000 mã 39. 800.000 mã 39. Tiếp một con satin nữa nha anh em. Con này nó vết gỡ tem hết này. Đó. Vết gỡ tem hết. Cái cổ thì te tua sâm mướp rồi. Em chỉ cho anh em này. Anh em muốn sử dụng con này thì về kêu thợ. Nó gỡ nguyên cái lá cổ này ra.
và đảo thằng trước ra đằng sau, rách ra đằng sau cổ. Khi mình gấp cái cổ này ngược trở lại, ve cổ như thế này là một cái cổ đẹp. Thì mất tiền sữa. Con này tem nó cũng bị mờ chữ luôn rồi. Áo thì màu xanh xanh ngọc đẹp, nhưng mà đồ mới thì ta cho 95, 9 không phải 95 đâu, 93% xuống và đều màu. Nói chung là con này xuống bạc đều màu. Ở đây hai cái tem bị gỡ nha anh em. Hai tem bị gỡ. Cái dòng này nhiều khi nó bị một chút xíu mình không thấy luôn á. Chỗ này đâu phải là bị lũng đâu. Chị đang thương ngán. Rồi. Xong, em đo vai và chiều dài nha. Vai của nó là vai 45. Dài áo là 73. Lưu ý giùm em về anh em lật cái cổ ngược ra nha, kêu kêu thở trần một phát rồi lật ngược ra. Mình thành một cái cổ bẻ mới và đẹp. Rồi 60kg trở lại bằng ok. À chốt con này chốt cho em 600.000 mã 38 này. Em bán con này là bán như kiểu satin mà 2 triệu mấy. Bây giờ bán con này có 600.000 rồi. Là anh em biết. Biết rồi ha. Tiền nào của đấy. Rồi tiếp một con bịt kích vải caro. Đẹp. Đẹp nha. Nhưng mà ai mà chơi dòng bịt kích, màu bịt kích túi chéo hoặc là màu ô liu túi chéo là người đó đã gọi là đẳng cấp lắm rồi đó. Trong cái hạng, trong cái đẳng cấp của đồ lính Mỹ là túi chéo bịt kích và túi chéo ô liu. Nó đang đứng, các đồ bộ binh là nó là đứng hàng đầu anh em ạ. Chức vị của nó cũng to, cho nên nếu mà mình mà không, mình ít tiền mình mua mấy bộ binh rẻ rẻ thôi, còn mà có tiền thì chơi những cái dòng này nha. Vai 46, dài 81 thì em có quần bán quần, áo bán áo. Anh em mua áo, anh em mua quần sau, ghép nó rẻ hơn nha anh em. Con này small roller đó, mới đẹp. Con này phải nói đẹp, bữa hôm có ai dặn mà em quên mất rồi này. Con này đời 68, 100 cô tông của Cốt Công Bắc. Hàng chuẩn cấp phát nha em. Vải caro cực đẹp, dòng này cũng giống như dòng túi chéo. Có hai loại vải, caro và buplin. Mình ít tiền mình chơi caro là đủ đỉnh rồi, không cần là buplin nữa anh em à. Nếu như nhiều tiền mình nhảy qua đời buplin. Nó tiền của nó cũng, buplin cũng bằng giá caro. Con này em bận là gần vừa mất rồi này. Small, em x small 3,5 triệu mã 37 ạ. Mới 97%. Ai chốt con này chốt giùm em ha. Tiếp một con áo satin màu xanh ngọc. Áo satin màu xanh ngọc. Con này cộc tay anh em này. Ít khi gặp con cộc tay lắm. Con này vai 45 ạ. Dài áo 74. Cái cổ của nó tem thì quanh như cái vổ đầu trên à. Ở đây nó hơi bị dơ một chút. Vậy anh em giặt giùm em cái này. Tem của nó thì đây. Nó là đời 63. Đời 63. Áo khui ra nó còn nhăn nhún nha anh em. Về giặt giùm em cái nha. Ủi lên giùm em cái nha. Ở trên cầu vai này có một vết dơ nhẹ nhẹ này. Hai vết dơ nhẹ nhẹ ha. Đó, 3-4 vết dơ. Đây một vết nhẹ nhẹ nữa nha anh em. Rồi, con này tầm 94-95%. Em bận là nó nó nhanh như cái lò xo. 60-65kg là bận được nha anh em. 60-65kg. Ai chốt con này chốt giùm em là 1,100,000 mã 36 ạ. 1,100,000 mã 36.
Tiếp một con satin nữa này em này. Bữa nay là lô này là lô satin nha. Có 4 5 con nữa thôi. Satin. Con này là vai 48. Dài 75. Con này 100 cô tông này, size M 100 cô tông. Tem rin theo áo nha anh em. Cái dòng này không có thấy tem đời đâu hết. Nó là đời tem dập rồi ta. Con này dày dặn nha anh em. Chất vải của nó là cực lì luôn. Con này cũng 95-96% thôi anh em ạ. 95-96%. Con này anh em 70-75kg, 70kg, 73kg đẹp. Còn hai tem rin đi theo áo này. Chốt cho em con này 1.2 triệu mã 35 ạ. 1.200.000 mã 35. Tiếp một con satin nữa nha anh em. Một con tem vàng này. Núc màu xanh dẹp. Hàng xưa vai 50 ạ. Vai 50. Dài áo 71, 72. Cái cổ của nó hơi dơ nha em. Cái này là không có giặt ra đâu này. Vì nó xài lâu rồi nó có cái màu này nhá. Chứ không phải là giặt. Nhưng mà con này rất là đanh. Núc dẹp màu xanh nha em. Hàng xưa luôn ấy. Nếu như con áo này cái cổ mà không bị là anh em chết tiền với em con này ấy. Ở trên này là có một cái vết gỡ tem này. Vết gỡ tem nó bị lỗi. Anh em may một cái tem chồng lên. Sau rất là đanh luôn. Đẹp. Con này thì độ xanh của nó 96. 96. 96%. 95 và 96. Nhưng mà vải còn dày và đanh mát. Dòng này thì 100 cô tông rồi. Rồi con này là 70kg là căng một chút nha. Em cho cái bàn này lên chút cho thấy nó. Đẹp không? Rồi ai chốt con này chốt giùm em 1.100.000 mã 33. 1.100.000 mã 33. Tiếp một con satin. Chất vải thừa ngang. Màu xanh này là màu xanh xanh dương. Vai của nó là vai 46 ạ. Dài áo 75. Cái cổ của nó cũng bị bạc như vậy nha nhé. Nó sử dụng rồi cho nó bạc nha. Cái tem thì mất tem sai rồi này. Rồi tem đời của nó thì khỏi đọc đi nhá. Vì áo lỗi như vậy mình bán giá lao động thì mình ai thích bẩn satin thôi. Ở đây dơ này anh em này. Đây cũng vết dơ. Đây cũng có một vết sơn nhỏ nhỏ nha. Rồi qua ống tay ở đây cũng dơ này. Dơ đây ạ. Sau đều màu nha anh em. Ở đây có đằng sau có một vết dơ nữa nè. Đó. Rồi con này xuống đều màu. Ở đây có hai vết dơ nhẹ nhẹ. Con này tầm 90% nhưng mà vải dày. Có hai cái lỗ như con bò ở đây này. Ba lỗ chứ phải hai. Chỗ này bị dơ một chút. Con này em bán giá là gọi là giá satin mà em bán giá này là anh em biết rồi nha. Con này anh em 70kg, 500.000 mã 32. Một con satin anh em thấy satin 1.000.000, 2.000.000 đấy. Em bán con này giá 500.000. Rồi tiếp một con nữa. Ta đổi món một chút à. Em lấy một con con này là bị đơ luôn. Con này phải nói nó dơ như một con lợn. Này, anh em thấy cái cổ của nó này. Nguyên một cái đất. Con này là con Philot.
Con này là đúng ra là anh em nhận ra được nó không? Anh em có nhận ra được nó nữa không? Chính nó là cái con mà quần hải quân hồi nãy em bán. Đây em lấy cái quần em cho anh em xem. Cái Lai Hiệp 2. Cái Lai Hiệp 2 em lên cái quần mới 98% thì cái áo của nó đây. Đấy, cái áo của nó nha. Áo hải quân. À, của nó thì bóng lượng như thế này mà giờ nó lùi như thế này này. Phải nói cái con này chết thật. Nhưng mà cái dòng hải quân này có hai loại. Cái loại mà không có đường trần này này là nó còn rẻ hơn con này. Cái con này là con có đường trần cả bên eo nữa. Đó, bên eo của nó có đường trần. Con này nếu như mà không lủng rách, con này đấy, cái quần hồi nãy em bán là 4 triệu rồi đó. Giờ cái áo này thì anh em nghĩ sao? Một bộ pilot hải quân, áo đi tuyết. Ở trong này có một lớp lót này, ở trong này có một lớp nỉ và tem của nó nha anh em. Con này anh em về giặt và sưu tầm, hoặc là khoản để size medium. Nó dơ quá trời, em không có dám bẩn luôn á. Dơ lắm, dơ lầm thôi. Giặt ra một cái, anh em nói thiệt, con này là phải 20 thau nước. Nó ra cái màu này, màu xanh, nó ra cái màu này, dơ làm sao đấy, không bẩn thì sao biết đấy. Con này là vai của nó dài áo 66. Nhưng mà thực sự phọt này rất đẹp nha. Ống tay này là ống tay nó bo vào trong để nó giữ tuyết, nó không có chui vào, lạnh không vào được. Nhưng mà con này đổ mới thì chắc không có cao nữa rồi. Nó mòn mỏng rồi. Đây nó bị rách rồi này. Bị rách rồi. Bây giờ em review từng thằng một nha. Đấy, nguyên cái phần này là nó dơ, nó ra cái màu này rồi, em cũng biết nói như thế nào nữa. Trong thì nó màu xanh như vậy này. Này gọi là sưu tầm thôi. Ở bên này thông thường là có một cái chữ râu. Râu ở bên này. Phọt này đẹp lắm. Phọt này chúc em sẽ bẩn. Em làm liều em bẩn lên cho em xem. Nó rất là đẹp. Đây ạ. À. Phọt này y hệt một cái áo bò mà loại. Anh em nhìn kỹ nha. Nói chung là nó dơ đùng đủ loại rồi. Không có thể là diễn tả được nữa. Đó, sau cũng dơ đều luôn. Nhưng mà đặc biệt nó là chỗ tay này. Nó dơ quá trời dơ. Thôi chơi là liều nha anh em. Đã chơi là không sợ dơ. Ở trong nó có 2-3 lớp phao này. Ở đây con này bình thường một lớp này là chết cha rồi, còn chơi cái lớp này luôn nha. Thông thường em bán không có cái lót này đâu này. Có cái lót rơi này đâu này. Em gồng mình em cút lên người phát. Cô si đa, cô si điếc thì cũng cho anh em nhìn thấy được cái phọt dáng của nó. Thò tay vào mà cũng chui được chứ không phải là thò tay vào nữa. Trong này có cái lớp này cho nên là nó dày lắm. Tình hình có bệnh được nổi không đây? Không có cái kiên trì được nè. Thực sự là mình đã không dám bẩn mà nó làm mình không kiên trì được. Anh em về không thích cắt nguyên cái bo này luôn này, hoặc là may lên một cái bo khác. May lên một cái bo khác. Mẹ ơi, con bo đây chỉ vào lớp con cả. Nhưng mà đừng vào đây, đồ con nấp chỗ khác đi. Đấy, em đút vào là ống tay nó như vậy nha. Cái phọt này là trẻ và đẹp. Nó làm cho cái phọt đẹp lắm. Vì em muốn khoe cho anh em cái phọt của nó mà phải bẩn vào. Có cái loại mà không có đường trần này này thì nó sẽ đứng cái áo như thế này, và cái loại này thì có đường trần thì lại nó lại đi xiết. Giặt lên là hơi bị đỉnh luôn. Bận một bộ vào để em lấy cái tấm hình hồi trước em có một bộ đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Con này là 70kg thôi hả? 70kg thôi. Anh em chịu khó giặt đi.
con này cực ấm. Trời ơi, không thấy đường mà cài luôn đó trời má. Đấy, em nhìn thấy được cái phọt của nó chưa? Phọt của nó rất là tin nhá, phọt này rất là đẹp mà tin. Em thấy đỉnh chưa? Từ cái đường này này, nó xiết xuống vào đây. Còn cái dòng mà cũng là hải quân này mà không có đường này này, không có đường trần này á, thì nó đứng nó vuông cái người như vậy này. Vuông cái người nó không có đẹp. Rồi. Nhẹ nhẹ không nó bay. Con này thì khỏi biết mùa đông luôn rồi đó. Rồi ai chốt con này thì chốt giùm em 1.900.000 mã 27 ạ. Em nói thiệt ra giặt đẹp đẻ lên mà con này mà đẹp em nói 4 triệu trở lên nó không có mà bán luôn á. Rồi bận một bộ đẹp lắm. Chắc em phải lấy hình thumbnail đó. Vì like lâu ngày quá quên mất rồi. Ở đó bên kia em mới có. Rồi một con áo Canada bụi trần nha anh em. Rất là bụi trần này. Đằng sau màu xanh, đằng trước màu này. Cái máu rin của nó nha. Đó. Canada M65 Canada. Giày toàn là đồ sida thật. Cái này có lót đi kèm anh em này. Có cả cái lót đi kèm luôn ha. Con này dài áo 80. Chất này là bằng dù nha anh em. Dù giống như cái áo Philot của Philot Canada nha. Dù bạt Camat nha anh em. Nó không giống như mấy con M65 kia. Con này gọi là M51 chứ không phải là M65. Nó không giống mấy con M65 kia. Ở đây lủng một lỗ này. Đó, túi của nó là túi đứng. Còn cái dòng M65 của nó là túi siết. Ở đây là nó tưa tưa rồi nha anh em. Gọi là sưu tầm thôi này. Đây lủng lỗ. Đấy, hai lớp mà cái ruột trong là như mà cùi ghẻ rồi này. Hai lớp ấy. Anh em về mà bẩn vào mùa hè, lột cái ruột này ra bỏ, bẩn cái áo khoác ngoài. Nó có cái mũ mà nó mất rồi. Ở đây nó bị tưa tưa này. Anh em phải chấp nhận con này nhá. Về tút sửa lại cho nó mới đẹp được này. Còn không là tiêu đời. Ông tay te tua sơ mướp nha anh em. Đó, sau thì đẹp trai. Nhưng mà chịu hai phai. Nó chơi phối màu như vậy mới đau chứ. Ông tay này. Đây, ông tay của nó hai bên đều bị rách. Ai đồ chế được cái thằng này thì chốt cho em này. Cái túi thì nó quát là phải đạp lại hết nè. Thằng M51 Canada có lót đi kèm nha anh em. Lót đi kèm nè. M51 Canada này. Một cái lót của nó là anh em thấy không? Một lớp này. Đây một lớp mềm như kiểu cái nỉ. Rồi mới tới một lớp mỏng ngoài. Rồi bây giờ em phải bẩn lên nữa ông trời. Còn cái bo của cái lót trong thì nó bị nổ rồi. Bo len á. Đấy là một con M51 nha anh em. Đó. Ở đây là có một cái dây rút của eo này. Đây một dây nữa ha. Rồi con này thì nói chung là nó trẻ tung lên. Bụi con này là 70 đến 80 ký mới vừa. Ai chốt con này 900.000 mã 26. Con kêu ba đi. Mã 26 nha anh em, 900.000 mã 26. Trời ơi, nhanh em tắm phát chứ sốt quá trời. Không chịu nổi rồi. Tiếp một con nữa. Dày, cực dày. Con này là của thằng Cúc Mỹ đàng hoàng đúng không? Cúc này.
Anh em nhìn cái cúc này. Con này là măng tô. Măng tô này anh em ơi. Có một cái lớp lót nỉ luôn, màu ô liu cực đỉnh luôn. Con này hàng của Mỹ. Wow. Lâu lắm rồi giờ mới gặp một con này anh em. Ở đây nó bị mảng một đường thôi, nó bị mảng dứt dắt như thế này, nhưng màu ô liu dày. Đó. Để em dơ cái cổ của nó ra mà coi. À, con này của Thủy Điển. Con này của Thủy Điển. Thủy Điển thì nó xanh le, trong này có một lớp lót ấm nha anh em. Xanh le. Xanh ô liu cực xanh luôn. Ở đây có một vết dơ này. Về giặt giùm em cả. Rồi ống tay ống tiệc thì đều đẹp hết. Con này em bán 1 triệu, mã 25. Để em coi chiều dài của nó, phọc của nó là dài như măng tô á. Dài áo là 90. Trong có một lớp nha em, cực dày và ấm. Đây, nguyên một cái lớp lông nỉ của nó này. Nguyên một cái mền luôn á. Dày. Còn anh em vào mùa hè mình có thể bẩn cái này vào được. Cái này một lớp giống như quần M65 á. Em đo cái vai cho anh em phát nha. Vai của nó là 51. Vai 51. Màu xanh ô liu tuyệt. Tuyệt xanh luôn. Đó, hai cái túi bự chào bá. Con này cùng 70-75 kg là bẩn đẹp. Rồi 70-75 kg là bẩn đẹp nha anh em. Chốt cho em 1 triệu mã 25. Xanh tuyệt vời xanh luôn. Tiếp một con kaki tem vàng anh em. Một con kaki tem vàng. Vai của nó là 44 ạ. Dài của nó là 77 nha anh em. Xót quá trời xót. Anh em về giặt giùm em cái nha. Tem này màu của nó vậy nha anh em. Con này là màu tem của nó vậy, nhưng áo 97-98%. 97-98% nha anh em. Không có phải cũ đâu. Do cái chất liệu của nó màu này á. À, 50 cô tông à. Con này 50 cô tông à. Rồi con này 97-98% anh em ạ. Ai chốt con này chốt giùm em là 700.000 mã 28. 700.000 mã 28. Tiếp một con satin. Một con satin. Con này vai 46. Dài áo. Dài áo 76. Tem cổ nó bị quanh lên đây nha anh em. Cổ nó cũng bị ố vàng này. Cổ là có vết gấp rồi nha anh em. Hàng núc dẹp màu xanh. Núc dẹp màu xanh ấy. Con này đời 6X. Đời 6X. Mấy cái phần cổ này là nó bị bạc bạc rồi nha anh em. Có một tem rin này. Có một cái kỳ binh, một con một cái tem ở bên vai này, hai tem này. Hàng xưa lắm rồi nha. Nói về mấy tem này, đây có một vết dơ này. Sau đều đẹp hết. Nói chung con này xuống đều màu. Đây có 3 vết dơ. Mẹ ơi, cho con chào bác không? Ồn ào. Cho con chào bác không? Không. Đi ra. Không phải chào. Ở dưới này nó cũng hơi dơ dơ một chút nhẹ nhẹ nha nhé. Em bận vào cho anh em xem này, con này hơi nhỏ. Rồi, con này là 55-60 kg. Em 55 mà con này 60 lọt không trời. 58 kg thôi anh em ạ. À, 1, 2, 3 cái tem VIP không nha.
em vip không, em báo cáo anh em cái cặp dàn tem này của em á, cái bên này này hàng xưa cặp này là phải 300.000 tiền tem rồi á, chưa nói hai cái này nha, ba này nha. Nhưng mà bán con này 900.000 mã 29. Áo này thì độ mới em nói cho nó tầm cỡ 92-93% thôi. Nó cũng đâu có lùng rách, chỉ có bị mấy vết dơ. À, trời ơi. Tiếp một con chất vải như vải satin, nhưng mà con này không phải satin nữa nha. Chất vải xốp xốp. Con này chất vải xốp xốp, không phải của Mỹ. Nhìn vậy là không biết không phải của Mỹ đâu. Con này là vai 50, dài 77, bề ngang luôn nha nhé, khỏi bẩn vào đi cho rồi. Dài áo 56, 56 thì tầm anh em 70kg, 70-75kg, 4-4 hộp. Mới có bà vai giống cái thằng của Việt Nam Cộng Hòa, có bà vai đẹp không? Mới 98% nha anh em. Ai chốt con này chốt cho em 900.000 mã 30. Màu xanh hơi lạ lạ chút nha. Một con cuối cùng này nha. Một con cuối cùng. Con này vai 52. Vai của nó 52. Dài áo 72. Một tem rin đi theo áo nha em. Áo này là cúc nâu hàng xưa nha em. Xuống màu rồi, con này bạc, con này khoảng 93-94% nữa thôi. Ở đây có một vết lũng này, may một cái tem lên là che. Đây là sơn dính này. Vì cái gì dính vào đỏ đỏ anh em ạ. Tem sai dưới mất rồi. Tem trên cổ, cổ là nó màu trắng nhưng mà nó dơ rồi nha anh em. Nó còn lủng rách này, nó xước xước ở trên cổ luôn này. Ống tay thì đầu ống tay là te tua. Anh nào mua này về phải lên một like á. Gấp một like như vậy mới được này. Ở đây nó bung chỉ nha anh em. Về chân lại giùm em cái. Đây dính sơn. Dính sơn màu màu xanh đậm đậm, anh em nhìn thấy không? Đây nữa nè, 3-4 chấm này. Nói chung con này là bán giá lỗi thôi. Sau thì đều. Đây dính một chút sơn, chút dơ nữa này. Quá chừng sơn này. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó, đây nữa nha, rất là nhiều. Rất là nhiều ngay ống tay này này. Chỉ có cái cặp tem này là hơi bị đắt. Đây dính màu nữa này. Cặp tem này là đắt thôi. Rồi con này em bán 800.000 mã 31. Em coi con này là được bao nhiêu ký bệnh vừa nha. Vậy nó nghe bụi bụi cái là ho à. Vai 52 dài 73. (cười) 90% được không biết. Con này là 70-80kg là vừa. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 800.000 mã 31. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Anh chị em ưng mã nào thì alo cho em với ạ. Em 9 giờ, nếu như mà tới 9 giờ tới 9 giờ mà anh em, giờ đó là em hết giờ nghe điện thoại, thì anh em để lại tin nhắn qua số điện thoại và em ưu tiên số điện thoại trước, sau đó là tới Zalo nha anh em. Thì mai em sẽ trả lời sớm, cố gắng sớm. Em cảm ơn và chúc anh chị em ngủ ngon ha. Em lao ra rồi, đi tắm gấp thôi.